lắp bao nhiêu, mình để lắp pin thì mình sẽ cậy cái phần dưới này ra. Đó lại lắp pin thì mình sẽ bật cái này xuống này. Đây, pin này. Kéo nó ra đến cái phần gạch màu cam ở phía bên trong này. Mình sẽ che hết ống kính là được. Như này, xong đóng lại. Này sẽ lên pin tự động nhé. Khi mà lên thành công thì bật máy lên, nó sẽ lên số 1. Để chụp thì mình sẽ giữ nhẹ nút chụp. Giữ nhẹ nút chụp đây, nó sẽ có hai cái đèn. Đèn màu xanh lá cây là đèn đèn led, đèn màu cam là đèn flash. Mình giữ sao cho hai đèn mình đứng yên là sẽ chụp được như này. Đó. Là hết một kiểu. Khoảng cách tối thiểu là 1 mét nhé, để cho cái đèn này nó lấy nét được. Nó nhấp nháy như này là chưa được nhé. Để zoom thì mình sẽ zoom để gạt xuống dưới như này. Đó, để zoom về thì mình sẽ zoom nó khoảng như này, nó sẽ bền hơn. Các nút chỉnh flash thì bật lên chụp luôn thì là chế độ auto flash, là trời tối nó sẽ tự bật, còn trời sáng thì nó sẽ không có flash, là không có cái đèn màu cam ở đây. Nút dưới này, đây là chế độ chống mắt đỏ này. Cái này là luôn tắt flash này, luôn bật flash này. Cái này là chế độ chụp ban đêm này, chụp ban đêm và chống mắt đỏ này. Đây là hẹn giờ 10 giây. Mình sẽ đến được con đèn này. Ở đây là chế độ panorama này. Đây là hai nút này thì sẽ ghi ngày tháng như thế nào. Để chỉnh thì bạn giữ nút số 1 này. Mình sẽ nhấn máy này. Và mình ấn nút số 2 để mình chỉnh. Ok, để ấn nút số 1 để chỉnh tiếp sang tháng. Còn ghi được cả giờ nữa. Khi nào bạn không thích ghi, bạn ấn nút số 1 cho đến khi nó hiện cái dấu gạch ngang như lúc đầu. Một số lưu ý khi dùng máy này, thứ nhất là khi mà bật máy lên thì cái flash bao giờ nó cũng dựng lên như này, mình không ấn tay xuống nhé, không ấn flash xuống. Thứ hai là khi bật và tắt máy thì mình nên đóng nhẹ nhàng về cái nắp này, mình đẩy nhẹ này, cho len nó thu vào hết. Đó. Thì mình phải đóng hết. Đó, lúc mở ra thế, lúc mở ra mình để cỡ tay vừa đủ, nó sẽ mở ra. Và chụp thì mình sẽ chụp hết nhé, chụp đến khi nào mà phim hết nó sẽ tự tua lại, mình sẽ không cần phải ấn gì cả. Kể cả chụp đến 36 kiểu mà máy nó vẫn chưa thu phim về thì mình sẽ chụp tiếp. Ở dưới này thì mình sẽ có một cái nút tua phim đây, để bạn thay bộ phim khác khi mà đang chụp được cái cuộn cũ này. Thì ấn vào đây, nó sẽ tua phim về cho mình. Khi nào nó nhấp nháy chữ E như này thì mới được mở nắp bình phim và lấy phim ra. Okay.